Lido Sài Gòn TV và câu lạc bộ Từng Nghệ Sĩ phối hợp tổ chức cuộc thi vẽ tranh 2022 nhân dịp Tết Trung Thu với chủ đề Cuộc sống muôn màu, Life is Beautiful vào ngày thứ Bảy 10 tháng 9 từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại thị xã Phước Lộc Thọ. Các em từ 5 đến 16 tuổi có thể ghi danh để dự thi. Giải thưởng gồm có 3 giải nhất, 3 giải nhì và 3 giải ba. Xin ghi danh trước ngày 8 tháng 9 với thầy Cao Minh Hưng 714-403-9315, 403-9315 hay Lido Sài Gòn TV 714-979-9562, 979-9562.